Tiếp theo sẽ là diễn biến trận bán kết đơn nam giải quần vợt Miami mở rộng mới kết thúc cách đây không lâu. Tay vợt người Bỉ David Goffin, hiện tượng thú vị của mùa giải ATP năm nay, thách thức người gần như không thể bị đánh bại vào lúc này, Novak Djokovic. Không có bất ngờ nào được tạo ra, Djokovic vẫn chưa thể bị đánh bại. Goffin đã rất cố gắng để đưa set 1 vào tới loạt tiebreak, nhưng không thể giành chiến thắng. Và Djokovic thậm chí không để những kịch tính kiểu như vậy xảy ra ở set 2. Tay vợt số 1 thế giới thắng 6-4 một cách chóng vánh để giành quyền vào chung kết. Tại đây, Novak Djokovic sẽ hướng tới chức vô địch Miami mở rộng thứ 3 liên tiếp và danh hiệu ATP thứ 28 trong sự nghiệp của mình.